Bác sĩ Phan Xuân Trung phát động một chiến dịch bất tuân dân sự. Tháng 7 này dù không phải là tháng âm, nhưng chắc cũng sẽ là một tháng khó khăn với bác sĩ Phan Xuân Trung hiện làm việc tại trung tâm mê tiết quận 10 hay còn gọi là trung tâm hòa hảo ở Sài Gòn. Khó khăn là bởi giữa dòng truyền thông của nhà nước về Covid-19 được phát đi với thông điệp rất rõ, phải sợ hãi và biết vâng lời, thì bác sĩ Phan Xuân Trung đang có những ý kiến khác biệt. Ông lên tiếng thường xuyên trên trang Facebook của mình khiến ngày càng nhiều người quan tâm Thậm chí các đại quốc tế cũng gọi phỏng vấn Đơn giản ông đòi hỏi những phân tích khoa học và để đối phó với Covid-19 là những giải pháp khoa học chứ không thiên về mệnh lệnh chính trị Nỗ lực của ông đang khiến nhiều người nhớ về bác sĩ Lý Văn Lược trong những ngày đầu đại dịch bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc Nhưng hơn thế có vẻ như bác sĩ Phan Xuân Trung đang phát động một chiến dịch bất tuân dân sự trong lòng xã hội, nhân danh lời thề Hippocrates, quyết không bỏ rơi bệnh nhân. Kiểu nói của ông bác sĩ này không dễ làm mấy nhà lãnh đạo xui tai. Viết trên Facebook, bác sĩ Phan Xuân Trung bày tỏ, dân nam tính tình bọc trực, thấy trái tay gai mắt thì lên tiếng, nói rồi thì bỏ qua, không ghim gút. Ông không ghim nhưng có người khác ghim mà ghim dữ nữa vì vậy mà kể từ hôm 18 tháng 7 trên mạng bắt đầu xuất hiện những đợt tấn công ồ ạt, nạt danh bởi các chiến sĩ thông tin nội dung chửi bới, cắt xén, gạch hình ảnh của ông nhìn vô cùng quen thuộc thậm chí nhiều người trùng tên Phan Xuân Trung cũng bị các nhóm tấn công nhảy vào chửi loạn xà theo lệnh mà không phân biệt nổi nơi nào là chính chủ rõ ràng khó khăn phần nhiều của đợt chống dịch thứ tư này đến từ chủ trương của thủ tướng việt nam là phải bảo đảm ổn định sản xuất và chống dịch thành công nghe thì cũng có lý nhưng khi vào thực tế việc phải đưa người đi lao động thời dịch giả để giữ vững kinh tế chế độ đã khiến xã hội không thể giãn cách hoàn toàn con số người nhiễm virus tăng vùng vụt khiến người bị lây nhiễm rơi vào tình thế giặc dịch phải bị chống các cuộc cách ly gắt gao, các biện pháp truy vết dài dặn, rồi báo chí kết tội lên án những người nhiễm bệnh, khiến xã hội trở nên vô cùng căng thẳng kể từ sau đợt nghỉ dài 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay. Từ đầu tháng 7, những ý kiến của bác sĩ Phan Xuân Trung lan dần trên mạng. Dựa vào những con số thống kê người mắc bệnh và người chết ở Việt Nam, ông liên tục nhắc phía nhà nước rằng không thể học bài học đóng cửa dồn dân như kiểu Vũ Hán, mà nên nhìn vào những con số khoa học của tình hình Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn. Một trong những lời nhắc nhở của ông với chính quyền Thành Hồ là ông phản đối việc đưa trẻ em 3 năm tuổi đi vào khu cách ly mà không có cha mẹ. Lời nhắc nhở này bị các chiến sĩ thông tin trách giận và rủa xả ghê gớm. Phía báo chí một chiều thì lại còn đưa những hình ảnh và sự kiện như một kiểu cảm động vì các em bé này ý thức chấp nhận hy sinh khó khăn vì đại cuộc từ tuổi nhỏ thật không thể nào hiểu nổi trước đó ít ngày bác sĩ phan xuân trung bày tỏ rằng nếu cứ nói thẳng như vậy chắc chắn không ai nghe mà đời ông lại còn gặp nhiều khó khăn về sau nhưng biết làm sao bây giờ khi thấy chướng mắt thì không thể im lặng kiểu nói đó không chạy đau được dân miền nam y chang và cũng với cái giọng miền Nam thẳng thừng không gạt bà con, lời kêu gọi của ông đã chọc giận các lực lượng yêu nước bằng miệng và bàn phím trên mạng. Nguyên văn của bác sĩ Phan Xuân Trung là Tôi yêu cầu chính quyền trả các cháu bé F1, F0 về với gia đình ngay lập tức, không nhân danh bất cứ điều gì để bắt các cháu bé vô trại cách ly, không giường nằm, không bác sĩ, sốt không có thuốc, đói không có cơm, một sự vô cảm đáng kinh tởm. Ngay lập tức, trang Facebook Chính trị Việt Nam bắn phát đạn lớn, kêu gọi công an thu thập chứng cứ và khởi tố bác sĩ Phan Xuân Trung ngay lập tức. Hàng trăm lời bình được điều động vào hưởng ứng reo hò như đêm giữa ban ngày. Quái, đất nước gì mà lúc nào cũng có giai cấp đấu tranh ngồi chồm hổm chờ sẵn, reo hò đưa người vào tù, cái gì cũng réo tên công an vào cuộc. Ngoài các phân tích liên tục cập nhật và đưa ra giải pháp, kêu gọi chính quyền thành hồ không nên xa lầy vào phương pháp chống dịch tốn kém và ít hiệu quả như hiện nay. Bác sĩ Phan Xuân Trung còn vài lần giấy động tâm càng với y bác sĩ khi nhắc rằng bối cảnh Sài Gòn hiện nay, nhà cầm quyền đang vận động toàn bộ nguồn lực y tế chỉ để chống dịch, đang bỏ rơi quá nhiều các bệnh nhân khác, vốn cũng trong tình cảnh ngặt nghèo. Hơn nữa, việc giãn cách bất chấp mọi vận hành tự nhiên của xã hội như đi khám bệnh, đưa người đi cấp cứu, điều trị sẽ khiến xã hội bị bịt mắt trước toàn cảnh thực tế, chỉ biết chạy với tình trạng mệnh lệnh duy ý chí. Lời kêu gọi thứ nhất hôm 10 tháng 7, ông viết, hiện nay do lốc đào toàn thành phố, nhiều cơ sở y tế đóng cửa khiến cho người bệnh bị bỏ rơi. Tôi kêu gọi quý đồng nghiệp vì danh dự và trách nhiệm của thầy thuốc, hãy sẵn sàng đến nhà giúp bệnh nhân. Quý đồng nghiệp hãy ghi số phone, chuyên khoa và khu vực mình ở lên Facebook, Zalo để dân chúng gọi khi hữu sự. Đây là lời kêu gọi khẩn thiết đến quý thầy thuốc, hãy giúp dân bằng cả trái tim. Lời kêu gọi này không chỉ đánh động tình cảm giới y bác sĩ mà cả người đọc quan tâm. Trang Facebook có tên Giúp nhau mùa dịch với hơn 70.000 người tham gia đã trở thành nơi các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế ghi danh tình nguyện để kết nối, liên lạc, nhận đi đến nhà người bệnh. Một người đưa lại tin này, nói mẹ của anh phải chạy thận hai lần mỗi tuần trước phong tỏa, gần như tuyệt vọng vì không được đến bệnh viện. Khi có các bác sĩ nhận đến nhà giúp, không khác gì như chết đi sống lại. Một người khác nói, họ cũng không khác gì, người nhà của họ đang ngồi ngớt lâu nay vì không sao lấy máu để đem đi bệnh viện xét nghiệm do người nhà bị tai biến liệt nửa người chuyện cứu người thôi nhưng cũng đâu dễ qua các kiểu kiểm soát chặn phạt ở sài gòn dù nói rõ tính cần thiết và chính đáng nhưng nhiều y bác sĩ vẫn bị phạt tiền hoặc bị đuổi về bác sĩ phan xuân trung lại lên tiếng ông viết dân thì bị hạn chế ra khỏi nhà ai bệnh thì cứ nằm chờ chết thôi chính quyền đang làm gì vậy thật ra khi chép lại câu chuyện này mục đích chính của nhạc sĩ tuấn khanh là nói về một người dám lên tiếng sống trong lòng một nhà nước độc tài việc lên tiếng thẳng thắn và khác biệt đồng nghĩa với sẽ đến mất nhiều thứ về sau nhưng nếu thiếu những tiếng nói như vậy việt nam hay sài gòn sẽ lộng lẫy nhạt nhẽo và thiếu những con người như vậy người việt cũng sẽ hèn mòn trong bình đẳng ngu mùi nếu không có bác sĩ Phan Xuân Trung lên tiếng, những y bác sĩ khác có sống với tinh thần lương y của mình không? Nhạc sĩ Tuấn Khanh đặt câu hỏi này với bác sĩ Nguyễn Đại, một người bạn của tất cả gia đình tù nhân lương tâm và thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Người vẫn rong xe chạy tự nhiên khi có người đau yếu gọi tên. Ông cười hà hà và nói rằng, lương tâm thúc mình lên đường chứ đợi ai. Quả thật, không có bác sĩ Phan Xuân Trung chắc chắn hàng ngàn y bác sĩ khác cũng có chọn lựa đúng của mình. Nhưng nếu có sự lên tiếng ấy, những con người đang sống với lợi thể Hippocrates sẽ không thấy cô đơn. Họ được thấy rằng lương tâm vẫn là ánh sáng soi đường, giữa dòng đời chẳng chịch những mình lệnh, thời Sài Gòn phong tỏa.